kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính thưa quý khán giả, đề án thẻ căn cước công dân gắn chip là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện quyết định số 1368 ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đề án này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021, Công an Tây Ninh tổ chức lễ ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Vấn đề này chúng tôi sẽ thông tin sâu hơn trong vài phút tới. Còn bây giờ thì xin mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Công an Tây Ninh ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Tây Ninh quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Tư lệnh quân khu 7 làm việc tại sư đoàn 5. Nông dân an tịnh nhộn nhịp mùa kiệu Tết. Triển khai phương án quản lý bảo vệ rừng mùa khô. Chém người trong quán cà phê vì nghĩ bị nhìn đểu. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021, Công an Tây Ninh tổ chức lễ ra quân cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng thành viên đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Việc triển khai cấp căn cước công dân nhằm thay thế giấy chứng minh nhân dân cho người dân trên địa bàn tỉnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, trong giai đoạn trên, cả nước sẽ tổ chức cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Riêng đối với tỉnh Tây Ninh, phấn đấu cấp trên 700.000 thẻ căn cước công dân cho người dân trên địa bàn. Để thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử đạt theo chỉ tiêu lộ trình đã đề ra. Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các cái lực lượng, trong đó là cái lực lượng BC06 là cái đơn vị chủ trì, sẽ phối hợp để triển khai, để thực hiện cái dữ liệu dân cư quốc gia và cái cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân. Hai là theo cái chỉ tiêu của Bộ thì từ nay cho đến 1 tháng 7 thì Công an tỉnh sẽ hoàn tất cấp cho 700.000 công dân. Khi người dân đến để mà thực hiện cái quy trình để mà thay đổi cái căn cước công dân có gắn chip điện tử thì cái thủ tục rất đơn giản, như đồng chí chủ tịch cũng đã quán triệt trong cái buổi lễ phát động. Đối với những trường hợp không đến cái cơ quan để thực hiện được cái quy trình chuyển đổi cấp căn cước công dân thì Ban Giám đốc sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng đến tận nơi để phục vụ cho bà con nhằm đảm bảo đúng tiến độ và thuận lợi nhất. Ngay sau buổi lễ, Công an Tây Ninh đã tổ chức làm thủ tục cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trước thời gian diễn ra đại hội. Tất cả thông tin cá nhân làm căn cước công dân đã được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia một cách an toàn, chính xác. Thưa quý vị, đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chip là một nội dung quan trọng nhằm thực hiện quyết định số 1368 ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đề án này có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Cùng với sự kiện tổ chức lễ ra quân thực hiện cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 1, phóng viên chúng tôi cũng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về mục đích, ý nghĩa cũng như những ưu điểm, lợi thế của việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử đối với công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội hiện nay. Việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thể hiện tính ưu việt rất là cao so với lại các thẻ căn cước công dân
mã vạch và giấy chứng minh nhân dân 9 số và giấy chứng minh nhân dân 12 số mà chúng ta đang thực hiện hiện nay. Và cũng đây cũng là một trong những cái xu thế của thế giới. Thì các nước châu Âu và Mỹ thì đã thực hiện cái việc gắn chip điện tử cho căn cước công dân đã từ lâu. Việc thực hiện cái cấp thẻ mới căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ có một cái ý nghĩa rất lớn trong cái việc là góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là xây dựng cái chính quyền điện tử, chính quyền số, và sẽ góp phần là chúng ta hiệu ứng với lại cái trong cái thời đại mà phát triển công nghiệp số hiện nay, cũng như là nâng cao cái chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, cũng như góp phần vào cái việc đấu tranh phòng chống các vi phạm xã hội, các loại tội phạm. Và đặc biệt, việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Qua 5 cái tiện ích hết sức là cơ bản. Một là thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ bảo đảm cho cái tính an toàn, bảo mật về thông tin cá nhân. Thứ hai nữa là nó được tích hợp các thông tin dữ liệu cơ bản nhất của công dân, trong đó có việc tích hợp các cái thông tin cơ bản như là bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, rồi bằng lái xe, vân vân. Và như vậy thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi là khi người dân đi ra ngoài thì không phải mang theo nhiều cái loại giấy tờ như hiện nay. Cái thứ ba là căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tích hợp và khai thác các tiện ích từ các phần mềm quản lý nhà nước, quản lý xã hội cũng như các giao dịch trong xã hội một cách thuận lợi hơn. Cái thứ tư nữa là căn cước công dân gắn chip điện tử sẽ góp phần giảm chi phí cho người dân trong việc là khi thực hiện các giao dịch dân sự thì giảm bớt cái việc mà chúng ta phải công chứng những thủ tục giấy tờ cơ bản như hiện nay. Là đối với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là một trong những cái thẻ mà bảo đảm cho cái việc là phòng tránh cái giả mạo, nó không ảnh hưởng đến cái quyền và lợi ích của công dân. Và hiện nay thì đối với lại việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, là mục đích chính của việc gắn chip điện tử là nhằm để chúng ta tích hợp, chúng ta lưu trữ và chúng ta mã hóa các cái thông tin cơ bản của công dân, mà những thông tin này phần lớn đã được thể hiện trong các cái giấy chứng minh nhân dân trước đây, trong các cái sổ hộ khẩu và trong lý lịch công dân. Và như vậy thì không có, tuyệt nhiên không có vấn đề liên quan tới ảnh hưởng tới quyền riêng tư của người dân. Vì vậy người dân hết sức là yên tâm trong cái việc mà tham gia hưởng ứng tích cực trong cái việc mà lập cái thẻ mới về công dân gắn chip điện tử. Và kính thưa quý vị, bên cạnh đó, việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trên địa bàn tỉnh cũng được triển khai đồng bộ chặt chẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Ngày sáng nay thì tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đồng bộ về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mới, thay thế cho thẻ căn cước công dân mã vạch và giấy chứng minh nhân dân 9 số 12 số mà hiện nay. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt lực lượng công an, tạo những điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết thủ tục nhanh nhất và hướng dẫn cụ thể nhất để bảo đảm cho người dân thực hiện cái việc cấp và đổi giấy chứng minh nhân dân theo đúng quy định và đạt kết quả cao nhất. Như vậy, theo quy định của luật căn cước công dân và pháp luật hiện hành, hiện tại thì công dân vẫn được sử dụng 3 loại thẻ, bao gồm chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số và căn cước công dân mã vạch cho đến khi thẻ hết giá trị sử dụng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch và công tác cải cách hành chính hiện nay, thì Bộ Công an khuyến khích công dân nên thực hiện đổi sang sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Và đây cũng là một trong những lộ trình để từng bước hiện thực hóa cũng như dần thực hiện để tiến tới việc thay thế, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế sử dụng sổ hộ khẩu trong thời gian tới. Xin được chuyển sang những thông tin khác.
Thưa quý vị, với ý nghĩa quan trọng của năm khởi đầu cho giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị trực tuyến triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021 vào sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến suy thoái kinh tế, nhưng Tây Ninh đã duy trì được kết quả tăng trưởng dương, cùng cả nước đạt được mục tiêu kép vừa ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế. Thu ngân sách nằm trong nhóm 22 tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng lên, chiếm hơn 40% GRDP. Tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu phấn đấu thấp dưới 1%, không còn hộ nghèo chuẩn trung ương. Kết quả này là cơ sở để Tây Ninh phấn đấu đạt mục tiêu năm 2021. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đánh giá sự chuẩn bị chặt chẽ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự báo, đánh giá cập nhật sát tình hình, bám sát phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết năm 2021 của tỉnh ủy, đồng thời đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận đề xuất những giải pháp thực thi, tháo gỡ vướng mắc để thực hiện đạt 19 chỉ tiêu chủ yếu. 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 7,2% trở lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu GRDP năm 2021 từ 5,5% lên 6,5%. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 3.300 đô la Mỹ, trị giá sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 hectare đất trồng trọt đạt 102 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 10.500 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn bằng 36% GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%, số lao động có việc làm tăng thêm là 16.000 lao động, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 76%, trong đó 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các chỉ tiêu khác. Đề cập đến một số yêu cầu thiết thực kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh xác định, mặc dù kết quả khả quan trong xây dựng phát triển, nhưng Tây Ninh vẫn thuộc nhóm phát triển thấp trong khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiềm năng chưa khai thác hiệu quả. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải có khát vọng vươn lên. Phải hiện thực hóa khát vọng vươn lên bằng những hành động cụ thể ngay từ đầu năm đầu của nhiệm kỳ. Đề nghị các đồng chí cũng đề ra các giải pháp, biện pháp thực hiện chủ động, sáng tạo, thực tiễn khả thi và quyết liệt hơn ở địa phương, đơn vị, ngành mình, cấp mình, phấn đấu ở mức cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ năm đầu, đồng thời tạo ra những tiền đề căn cơ cho sự phát triển bền vững ở những năm tiếp theo. Ở đây thì lưu ý chúng ta vừa hướng đến cái mục tiêu nhiệm vụ của năm 2021, nhưng mà cũng phải lưu ý đến những cái điều kiện để duy trì cái phát triển bền vững ở những năm tiếp theo, không vì chạy theo lợi ích thành tích trước mắt mà chúng ta hy sinh những cái lợi ích lâu dài. Giữ vững thành quả chống dịch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, các cấp các ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các đột phá chiến lược. Là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của tỉnh đã đề ra bằng những nội dung, những nhiệm vụ và giải pháp rất cụ thể. Đặc biệt là chúng ta phải cả hệ thống chính trị rồi các địa phương phải hiệu ứng và phải tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư tiếp tục triển khai nhanh các dự án đã đầu tư nằm trong các cái chương trình đột phá của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ những điểm nghẽn, những bất cập cản trở quá trình phát triển. Thì trong cái nhận diện của chúng ta đã nêu rõ là ba cái điểm nghẽn cơ bản, đó là quy hoạch, đó là đất đai, đó là xây dựng. Những cái này chúng ta phải tiếp tục tháo gỡ. Đặc biệt là chúng ta phải tập trung làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm đã và đang và sắp triển khai.
Đây là những công trình trọng điểm mà nó tạo xứng lan tỏa, tạo cái hiệu ứng, rồi cái động lực cho thúc đẩy kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường quản lý chặt, sử dụng có hiệu quả đất đai, thúc đẩy đầu tư phát triển của địa phương, tiếp tục cải thiện nâng cao chất lượng đi vào thực chất các phong trào, chỉ tiêu, lĩnh vực, văn hóa xã hội, không chạy theo thành tích, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách tôn giáo dân tộc, gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế, đặc biệt tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, không được lơ là chủ quan, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên nhập cảnh trái phép. Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Sư đoàn Bộ binh 5. Thượng tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng cho biết năm 2020, Sư đoàn đã hoàn thành toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác. Nổi bật là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, công tác huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn chủ động bám sát nhiệm vụ, nắm bắt giải quyết vấn đề tư tưởng kịp thời, hiệu quả. Trọng tâm là trong phòng chống dịch COVID-19, Sư đoàn đã trao tặng vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho Lữ đoàn can thiệp số 1, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương đánh giá cao những kết quả đạt được. Đồng thời, Sư đoàn cần tiếp tục tập trung nâng cao 3 thực chất trong huấn luyện, đảm bảo 3 sẵn sàng về người, phương tiện, vũ khí trang bị, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, chào mừng đại hội đảng các cấp, giữ mối liên hệ mật thiết với địa phương, quan tâm chăm lo, động viên, nắm chắc tư tưởng cán bộ chiến sĩ, thực hiện trên dưới đồng lòng, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2021. Thưa quý vị, hàng năm cứ vào kỳ xuống giống cận Tết, nông dân phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng lại chọn cây kiệu làm cây trồng chủ lực cho mình. Nhờ có kinh nghiệm tích lũy từ nhiều đời, cộng với điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, cây kiệu Trảng Bàng đã ngày càng được nhiều người tiêu dùng chọn lựa và ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Trên địa bàn phường An Tịnh hiện có hơn 20 hectare diện tích đất trồng kiệu, tập trung chủ yếu ở khu phố An Thới. Với nhiều người dân nơi đây, cây kiệu là giống cây trồng không thể thiếu và nghề trồng kiệu dường như cũng trở thành một nghề truyền thống mỗi dịp năm hết Tết đến. Khu phố An Thới thuộc phường An Tịnh này, nghề trồng kiệu của bà con ở đây là có từ lâu đời rồi, có rất là lâu. Đặc biệt có cái đất của khu phố An Thới này là cái thổ nhưỡng nó rất là tốt, nó phù hợp với cây kiệu. Cho nên từ đó là bà con cứ hàng năm là cứ độ khoảng gần Tết á, là sẽ tập trung trồng cây kiệu. Thời trồng kiệu có chắc hù từ đời ông già, ông cố, ông nội lận. Nó rất là lâu. Miền Tây là cái đất đó là đất nó rất đen, còn đất Tây Ninh này thì đất cát nhiều. Cái miền Tây á là muối 6 tháng 1 năm là ăn hư, là ý mình vô hủ á. Còn đây nè, người biết muối á là 1 năm 2 năm nó không hư, nó rất là giòn. Cho nên bán giá thì nó đạt hơn ở miền Tây. Thông thường, cứ vào tháng 8 âm lịch hàng năm, sau khi thu hoạch xong các vụ hoa màu, người nông dân lại bắt đầu xuống giống cây kiệu. Qua gần 4 tháng chăm sóc, cứ khoảng mùng 10 tháng chạp, người nông dân lại nô nức ra đồng thu hoạch kiệu. Kiệu thì so với đồ hồng bông thì như ổng hoa, dưa leo thì kiệu này nó tốn công hơn dưa leo với ổng hoa. Nhưng đều có cái thuốc thì nó chăm sóc thì nó nhẹ hơn đồ hồng bông. Thời tiết năm nay thì so với năm rồi thì năm nay nó không có đạt như năm rồi. Tại vì có nhiều cái mất mấy cây bão lớn đó, như có mấy cây mưa mà trở trời á, kiểu nó hay bị cháy lá. Nhưng tùy theo đất, thí dụ mình trồng năm nào mình trồng á, mình trồng nhiều năm á, mình không đổ đất là nó thất. Còn đất mới, giả tẩy đi, giờ cao su móc ra đất mới là trồng nó trúng, là thích hợp vậy. Còn mình trồng hoài thì nó cũng thất. Tuy là năm nay là có nhiều cái thời tiết nó khó khăn như bão, nhưng bà con do kinh nghiệm bà con cũng cố gắng khắc phục được. Trồng hiện nay cây kiệu thấy có hiệu quả và giá cả hy vọng sẽ tốt. Mong muốn giờ cứ từ 20.000 đô lên là bà con nông dân là cũng có lời rồi, cũng được. Đó. Những năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của Hội Nông dân phường An Tịnh, người nông dân trồng kiệu đã nhận được nhiều sự hỗ trợ cả về kỹ thuật chăm sóc lẫn đồng vốn đầu tư.
Cũng nhờ đó, đầu ra cho cây kiệu được ổn định hơn, giá thu mua kiệu cũng vì thế mà mang tính cạnh tranh cao. Về phía hội nông dân phường thì cũng có thành lập được cái tổ liên kết để hỗ trợ cho bà con ở khu phố Tháng trồng cây kiệu. Từ đó là giúp cho bà con được có cái đầu ra để ổn định trong cuộc sống. Trước đây thì bà con trồng cây kiệu thì cũng có gặp nhiều khó khăn ở bước đầu, nhưng sau đó là nhiều năm qua kinh nghiệm rồi bà con trồng cũng dần dần có hiệu quả, học tập rồi cũng qua nhiều trường lớp học nghề này, rồi bà con làm cũng mang lại hiệu quả. Về phía hội nông dân phường cũng có liên hệ với ngân hàng chính sách để giúp cho bà con là có cái dây vốn để giải quyết việc làm trong cái tổ liên kết, trong cái tổ hậu nghề nghiệp trồng về cây kiệu này để giúp cho bà con bền vững giữ được cái truyền thống của địa phương mình trồng cây kiệu. Hiện tại, dù chưa biết chắc chắn giá thu mua kiệu năm nay sẽ như thế nào, song nhiều nông dân trồng kiệu tỏ ra rất phấn khởi. Bởi với họ, chỉ cần nhìn những thửa kiệu xanh mướt trên những cánh đồng cũng đủ để có thể cảm nhận Tết đang đến rất gần. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng hiện tại thì giá heo hơi đã bắt đầu rục rịch tăng. Tại Tây Ninh, giá heo hơi hiện tại được các thương lái chào mua với giá dao động từ 76 đến 78 ngàn đồng 1 kg, tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Theo nhiều nông dân, giá heo hơi tăng trong giai đoạn hiện tại không phải do cận Tết, mà vì nguồn cung thịt heo trên thị trường đang có phần suy giảm, phần do ảnh hưởng của mưa bão, phần do dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến công tác nhập khẩu heo sống. Theo dự đoán của nhiều người, từ nay đến Tết Nguyên Đán, giá heo hơi vẫn có khả năng tiếp tục tăng. Điều này khiến cho người nuôi heo tỏ ra khá phấn khởi, còn người tiêu dùng thì cảm thấy bất an. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, Ban Quản lý vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát đã tổ chức triển khai ký kết phương án phòng cháy chữa cháy rừng và chống phá rừng mùa khô năm 2020-2021 tại vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát vào ngày 4 tháng 1. Tham gia lễ ký kết có các đơn vị Hạt Kiểm Lâm huyện Tân Biên, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Biên, 5 đồn biên phòng gồm Chàng Riệt, Sa Mát, Tân Phú, Tân Bình và Lò Gò, Ủy ban Nhân dân các xã Hòa Hiệp, Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Bình, Thạnh Bắc, Ban An ninh miền, Cụm Cơ động 2, Nông trường Cao su Sa Mát, Nông trường Cao su Tân Biên, Ban Quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam. Theo kế hoạch, các địa phương đơn vị phối hợp trên địa bàn vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát có trách nhiệm phổ biến luật phòng cháy và chữa cháy, luật lâm nghiệp và những văn bản quy phạm pháp luật khác về quản lý bảo vệ phát triển rừng. Khi nhận được tin báo về vụ cháy rừng, phá rừng xảy ra trên địa bàn được phân công quản lý, thì nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện đến ngăn chặn, xử lý, tổ chức chữa cháy, đồng thời báo cho các cơ quan đơn vị cần thiết khác biết để chi viện xử lý kịp thời tình trạng phá rừng hoặc cháy rừng xảy ra. Ngày 4 tháng 1, Công an phường Hiệp Ninh cho biết đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Tây Ninh truy tìm nhóm thanh niên chém người trong một quán cà phê, nghi do bị nhìn đểu. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2021, Công an phường Hiệp Ninh nhận được tin báo tại quán cà phê BN thuộc hẻm 25 đường Điện Biên Phủ, khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh xảy ra vụ đánh nhau của hai nhóm thanh niên. Nhanh chóng xuống hiện trường, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Trần Thế Anh, 20 tuổi, ngụ tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, là đối tượng cầm đầu rủ rê đối tượng Phan Minh Chiến, 20 tuổi, ngụ khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn và Nguyễn Hoàng Phú, 18 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, cùng khoảng 12 đối tượng khác chưa nắm rõ thông tin để đến quán cà phê BN mang theo rựa, đao tự chế. Tại đây, nhóm của Nguyễn Trần Thế Anh đuổi chém nhóm Thắng, Đạt, Toàn, Hổ, Nhí đang ngồi uống cà phê. Lý do của cuộc ẩu đả ban đầu được xác định là Nguyễn Trần Thế Anh cho rằng nhóm Thắng, Đạt, Toàn, Hổ, Nhí ngồi trong quán nhìn đểu mình. Vụ chém nhau đã làm cho Lê Thái Quốc Toàn, 23 tuổi, ngụ phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành bị thương ở cánh tay và khuỷu tay. Công an phường phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố đã mời 3 đối tượng Thế Anh, Chiến và Phú về trụ sở làm việc và tiếp tục điều tra xác minh, mời các đối tượng có liên quan. Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 4 tháng 1 năm 2021, Công an huyện Tân Châu cho biết đang hoàn tất hồ sơ để ra kết luận điều tra vụ án hiếp dâm xảy ra tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp do đối tượng Nguyễn Văn Chọn, sinh năm 1995, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu thực hiện. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2020, Công an xã Tân Hiệp tiếp nhận đơn tố cáo từ chị Đặng Thị Tê, sinh năm 1994, ngụ trên địa bàn. Nhận tin báo, Công an xã chuyển vụ việc đến Công an huyện Tân Châu thụ lý. Trong lúc Công an đang tiến hành điều tra, ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Chọn đến Công an huyện Tân Châu đầu thú và khai nhận là người làm công trông giữ vườn trồng bí tại ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp. Vào khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 11, Chọn thấy chị Đặng Thị Tê đang một mình cạo mũ cao su cạnh chòi rẫy nên ra bắt chuyện. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Chọn nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị Tê nên Chọn có hành động và hăm dọa. Chị Tê giả vờ bị mệt do bệnh tim, tìm cách bỏ chạy khoảng 20 mét thì bị đuổi kịp. Chọn đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan điều tra, qua test nhanh đối tượng Chọn cho kết quả dương tính với ma túy. Công an huyện Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Chọn về hành vi hiếp dâm. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ được khép lại tại đây. Kính mời quý khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, trên fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.